Ok, bây giờ là trưa rồi, mình đi kiếm gì ăn xong đi dạo cái hòn đảo này, cái gì quay cho mọi người cùng xem ha. Giờ thì anh em đang kiếm đồ đi ăn nha mọi người. Lưới nè. Ai biết ra bè. Đi phương để chỉ chắc là ngon rồi. Đi ra bè luôn em. Bữa. Nè, này tổ chức sinh nhật ngoài đây nè. Con phải đi ngược lại. Đi ngược lại. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ tới đây xíu. Ở đây là cũng chợ nè. Em chạy hướng này các bạn đẹp quá kìa. Đó, chụp cái đi là chạy đi ăn lại tới bè ăn. Ta bè ăn mà bè nó nhúng nhúng rồi chứ. Bây giờ thì tụi mình đang đi cái đường ven biển. Đó, bây giờ thì sẽ xuống cái khu bè này. Ồ. Nhìn nước biển nó có màu xanh xanh chia ra từng mảng nha anh. Anh nhìn thấy không? Em thấy mảng mảng màu xanh xanh không? Đây. Đây rất nhiều cây. Dạ anh nhìn thấy biển nó chia ra màu không? Mảng màu không? Đó. Từng màu nắng hả? Nắng hay mây đó? Nắng. Làm sao ra ngoài ăn? Không, xuống đây nè, có đường xuống kìa. Người ta đi tàu ra, đi tàu ra. Chắc vậy quá. Chắc cái này đó. Ở đây ở dưới là quán ăn đó chị. Ăn hải sản dưới hả chị? Dạ. Dạ. Dạ chứ là phàn. Ý là một chuyến gì bao nhiêu tiền như chị? Tức là chị không có lấy tiền chở ra ngoài, chỉ ra ngoài ăn thôi. À. Chỗ nào ngon ngon cho chị vậy chở ra. Cái này gửi xe đây hả chị? Mấy người à? Dạ. Dạ. Bán thẻ không chị? Lấy thẻ không? Chị chở ra mà không ăn có bị quăng xuống biển không chị? Em không biết bơi đâu nha. Mua trái ăn thử mà đưa nguyên cái bịch sao còn hết. Bây giờ ba thằng mua 6 trái được không? Chưa cân trái này nữa nè. Để đó. Để trong thời gian chờ đợi cho ăn cái thôi. Bây giờ ăn trái thì ăn cái này. Nè, trái này gọi là trái mận gì chị? Mận xăng phú quý. Mận phú quý hả? Xăng. Nên review không, mận phú quý. Bóp về nè nó mới đúng bài đúng không? Bóp. Cho nửa trái này. À trái này là nó chưa chín nó xanh đúng không chị? Trả tiền ông nội. Ủa chứ không phải anh trả tiền hả? Ủa gì ba cái việc đó nhỏ nhặt đó anh dành đi chứ. Em trả tiền đi. Bây giờ tu ti cái này thua gì đó ta. Mà nghe không có ra gì hết à? Ra mùi mận. Vô không? Không chị lấy mận đỏ chị, anh này anh vừa vừa mới review xong rồi mận này nó hơi này. Vậy ta ăn không ra gì là vô không á, tự nhiên nói gì kỳ trời. Anh ấy bảo là anh ấy ăn không ra cái gì. Là kêu ăn thử à. Dạ, em không thử rồi. Nghe không có quả. Nghe một quả anh ơi. Ok. Em cảm ơn ạ. Bọn này nó không
không được ngọt như mận mình, nó bị lạc lạc. Mận ở đây một quý vậy cháu. Đây là thôi, nhưng mà mận ở đây còn là mận á, còn là mận á. Ở ngoài tặng lại cho các anh rửa quả dứa tại đây ạ. Tất cả hai cái lượt ở đây. Ủa? Tặng lại cho các anh rửa quả dứa tặng lại cho các anh. Ủa? Quả dứa làm sao tặng lại được em? Ủa? 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 Mà ở đây okay, có lọc. Đi chơi có lọc. À, một luôn con dao của chị thì chị cắt luôn. Quên quên trả tiền nữa chú. Cắt rồi, cắt rồi. Cắt rồi. Ô, giống như mặt này ngày xưa. À hiểu rồi. Mấy em kia cho thơm cho mình hộp trang rồi chị ơi. Rồi có lọc là bạn gái. Đưa. Thấy Vũ đẹp trai đó. Giờ là ra biển nha. Lên thôi mọi người ơi. Con này là chị mới lấy từ con hàng ra hả? Mà thịt nó vậy hả? Thịt nó bự vậy hả? Dạ. Trời ơi, của Hào mà cái cục thịt. Đây nhúc mày. Cái đồ nó đâu? Đúng, ăn cái gì? Đúng. Con không có biết ăn nữa. Ăn cái đó. Con này nhìn giống như cái trái gì á. Trái gì có gai gai. À là ăn là ăn cái vàng vàng đúng không? Đúng. Quay. Em quay sát khác vô nè để cái này. Cái nào ăn cái vàng vàng? Ừ. Ăn cái vàng vàng. Mình bó trứng vô. Có trứng gì nữa. Không, cái vàng vàng đó anh ăn, còn em ăn cái này nè, cái gai gai nè. Cái này là cái gì đó? Hàu. Đây nè. Con hàu ở đây nó đỏ hả? Sao trong con hàu đá? Trong con hàu đá. Mình là hàu đá. Ủa, con ốc chà bá lửa luôn. Ốc quá bự luôn. Đâu? Thì có nước. Có nước. Có lưới đâu. Cái nào có lưới mới có cá chứ anh. Thì không có lưới đâu. Có lưới vậy nè. Rồi, cái bè nè. Ồ, dưới này có con cái. Cá bóng muốn bự. Con này ba anh em mình ăn phải 3 ngày 3 đêm á. Sao biển. Em bé em đút tay xuống là gì? Em không biết con cá Nemo. Con mặt trăng. Cua là con mặt trăng. Khác gì không? Kêu con ăn thử kêu con ba hàng. Con cua này cua gì vậy chị? Cua mặt trăng hả? Cua ăn không ra gì hết đúng không? Cua đó ăn không ra gì hết đúng không? Sao? Cua gì vậy? Ăn vô không á, đâu có ra bỏ miếng nào đâu đúng không? Chắc lấy con cua đá chú. Cua mặt trăng chứ phải cua đá. Nhiêu này nhiêu ký chú? 550 hả? Đâu, hai con này chắc cần 3 sậy. 550 ký là 3 sậy. Rưỡi nhất là nửa ký 3 sậy. Hai con đi hả? Ba người thôi. Con nữa kìa, bắt nữa đi cho đủ ba con kìa. Đó đang bò đó. Đó không để mình ăn nhiều. Không, đó. Cái con đó con đang bò đó, bắt luôn cho đủ ba con.
Ủa sao nó ủa ủa sao ngộ vậy ta? Ủa bỏ lên bờ là nó cuốn vậy luôn hả? Rồi một con này gần nửa ký. Con thứ hai đó. Không mà hai con chú nói đúng rồi. Bay lên dưới. Ơ có chừng cái này chú nhầm lên chết luôn. Ủa con tôm hùm sao chú? Tôm hùm lại 65 lại 900. Lại 65 lại đỡ mình bắt. Có trăm với 900 khác nhau gì chú? Đó nó lớn hơn tí. Là sai to đúng không? Sai to. Này là tôm hùm mọi người. À tôm hùm ở dưới anh em. Không tới nhiều người. 7, 1, 3, 3. Không em nghĩ anh chụp nguyên rổ quá. Thích cái xà lớn rồi lấy xà lớn. Thích cái xà nhỏ, có xà nhỏ. Tôm bông mà tôm hùm bông đúng không ta? Ở chỗ này là con này tôm bông. Hùm đỏ. Hùm đỏ, con này là hùm đỏ. Biết ăn không? Biết anh chị cho. Rồi, à, cá đen thì chấm nè, bỏ miệng nè. Ngay đúng không? Cắn nè, phải cắn cơ. Lấy cái cục này ra nè. Thôi, em, đều em. Con ăn. Đâu, rắc chanh vô. Nè, mỗi anh em làm thử muỗng ra. Không, anh ăn quốc trước đi, ăn quốc trước đi. Không, mấy cái đồ mà mới á, anh đưa mày quốc trước á. Thôi, anh phải quốc trước. Anh quốc trước xong anh mới cảm nhận được. Em chưa dám ăn cái này. Anh cũng sợ. Ăn đi. Mày thử nghiệm chứ đi. Thôi vậy đây. Gì vậy? Thôi ăn đi. Mới bị thân thù chút xíu rồi này. Ok mọi người, sau khi ăn uống no say thì tụi mình sẽ vô bờ trở lại. Sao ở đây có đất đai gì vẫn còn rẻ và ít người đến, đơn giản lý do thôi. Theo mình nghĩ là do đi tàu khoảng 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng đồng hồ, cái gì 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Quá phê, quá đuối nên không ai dám ở. Này mà có máy bay là đất lên giá liền. Cái đường nó chiêu vậy? Ây da. Gió chắc. Hay nhờ. Trời ơi, con lót á. Nhìn lát con lót. Không. Ủa vậy đó, con lót. Đi nó quay đầu. Ủa sao ta thấy có biết rồi con đi chợ hả? Ê, đừng có xuống dưới đó, xình không hả? Chạy xuống đi, giờ sao vậy? Đặt máy để số, nó không có chạy. Xe này không biết nó lên chắc nổ không đây nữa nè. Lên bệnh thêm lại bộ lên. Hầm cú bom. Dân nhiều nha.
về chị hay có đường bà Hào á. Rõ đâu. Ok mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ đi tắm biển và bữa tối. Đây là tiết mục tắm biển và tiết mục chạy xe dưới cát. Rồi, và thế là một người đã bị dính lại dưới cát. Ok, và tụi mình sẽ chọn tắm ở chỗ này. Tại vì chỗ này khá là vắng vẻ và nước khá là trong xanh. Sếp Vũ đang bò tới. Ông kia vẽ vẽ vòng tròn thôi. Bây giờ là tiết mục tắm biển nha mọi người. Chụp hình hả? Hơi lạnh nha. 2 triệu 5 đô, anh muốn chụp tấm mình 2 triệu 5 đô, lãng mất tiêu rồi. Muốn gì mà kêu sâu đúng rồi. Cảm giác tắm biển như thế nào anh... hai triệu năm đô ok. Bây giờ để thôi để em tắt đi rồi xong rồi thôi. 1, 2, 3 nhảy lên. Lo bạn giờ mình đi về đó bạn ơi, về Sài Gòn thôi. Bây giờ mình bắt cúp vé, giờ chuẩn bị lên tàu rồi, 15 phút mới lên tàu rồi. Chắc cũng gặp rất là vui đâu rồi. Khách hàng ở mọi người biết không, ở đảo Phú Quý này người dân rất là dễ thương cực kỳ luôn, và lịch sự đúng không? Từ quân đội, người dân cho đến xe ôm, xe ba gác, nói chung là cực kỳ ok. Mà ở đây có một cái là đi tàu nó mệt mỏi quá, chứ không là ở đây mà làm du lịch thì bao tiền luôn. Rồi mình về nha mọi người ơi.